Như các bạn đã thấy ở trong video trên, sàn epoxy bị bong luôn là nỗi đau đầu của tất cả các doanh nghiệp và chủ đầu tư khi tiến hành thi công sơn epoxy cho nền nhà xưởng của mình. Vậy nguyên nhân gì mà lại khiến cho sàn epoxy bị bong và cách khắc phục như thế nào? Mời các bạn xem video cùng với Thiên Sơn Epoxy. Nguyên nhân chủ yếu gây ra hiện tượng bong sơn như sau. Thứ nhất, có thể là do sàn bê tông nhà xưởng của bạn nằm ở khu vực ngập nước hoặc khu vực có độ ẩm quá cao. Thứ hai, đó là sàn bê tông nhà xưởng của bạn không được tiến hành xử lý chống thấm ngược trước khi đổ bê tông bằng cách lót ni lông hoặc trải vải điện kỹ thuật, gây nên hiện tượng thấm ngược làm phá hủy chân bám của lớp sơn epoxy với sàn bê tông nhà xưởng và gây nên hiện tượng bong sơn. Hậu quả của việc này đó là làm cho sàn epoxy nhà xưởng của bạn bị bong, không đáp ứng được các yêu cầu về sàn nhà xưởng công nghiệp, gây ảnh hưởng tới quá trình sản xuất của doanh nghiệp của bạn và làm tổn hại thêm rất nhiều các chi phí phát sinh cho vấn đề khắc phục. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể khắc phục được tận gốc vấn đề sàn epoxy bị bong? Câu trả lời đó là sơn epoxy gốc nước. Vậy tại sao sơn epoxy gốc nước lại khắc phục được tận gốc vấn đề sàn nhà xưởng bị bong do thấm ngược này? Về cơ bản, sơn epoxy có hai dòng sản phẩm, đó chính là sơn epoxy gốc dầu và sơn epoxy gốc nước. Sơn epoxy gốc dầu khi thi công sẽ tạo màng kín hoàn toàn, vì vậy hơi nước sẽ không thể đi qua bề mặt của màng sơn. Lâu dần, khi lượng hơi nước tích tụ đủ lớn sẽ gây nên hiện tượng phá hủy chân bám của lớp sơn epoxy với bề mặt sàn bê tông nhà xưởng, gây nên hiện tượng bong sơn. Còn sơn epoxy gốc nước sau khi thi công sẽ tạo bề mặt màng hở và cho phép hơi nước đi qua nên sẽ không bị bong lớp sơn epoxy trong trường hợp này. Một câu hỏi đặt ra đó là vậy thì làm sao để biết sàn bê tông nhà xưởng của bạn có bị thấm ngược hoặc có bị độ ẩm cao hay không? Câu trả lời đó là chúng ta sử dụng máy đo độ ẩm để tiến hành kiểm tra. Nếu độ ẩm máy đo được lớn hơn 5% thì sàn bê tông nhà xưởng của bạn nằm ở trong khu vực có độ ẩm cao hoặc sàn bê tông nhà xưởng của bạn không được xử lý chống thấm ngược và bạn không nên sử dụng sơn epoxy gốc dầu trong trường hợp này. Vậy nếu chẳng may sàn epoxy nhà xưởng của bạn bị bong do thấm ngược như trường hợp trên thì chúng ta sẽ phải xử lý như thế nào? Mời bạn xem tiếp video cùng với mình. Bước 1. Mài bóc bỏ lớp sơn epoxy cũ. Mục đích của việc này đó là loại bỏ hoàn toàn lớp sơn epoxy cũ đã bị bong, tránh ảnh hưởng tới lớp sơn epoxy gốc nước chịu ẩm ở bước tiếp theo chúng ta sẽ thi công. Bước 2. Vệ sinh hút bụi bề mặt sàn. Độ sạch của sàn bê tông ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng và tính thẩm mỹ của công trình. Vì vậy, sàn bê tông cần được tiến hành vệ sinh sạch trước khi thi công sơn epoxy. Bước 3. Thi công lớp sơn lót epoxy gốc nước. Lăn đều lớp sơn lót epoxy lên bề mặt sàn bê tông bằng rulo chuyên dụng. Sơn lót epoxy giúp tăng cứng bề mặt và tạo kết nối trung gian giữa sàn bê tông nhà xưởng và lớp sơn epoxy gốc nước phía trên. Bước 4. Thi công sơn epoxy gốc nước lớp thứ nhất. Dùng rulo chuyên dụng lăn đều lớp sơn epoxy gốc nước thứ nhất ra bề mặt sàn bê tông. Bước 5. Trà ráp. Trà ráp giúp loại bỏ sạn, bụi bẩn trên lớp sơn epoxy thứ nhất, đồng thời giúp lớp sơn epoxy thứ hai tăng độ bám dính lên lớp sơn epoxy thứ nhất. Bước 6. Xử lý các lỗi và khuyết tật bề mặt sàn bê tông. Tiến hành xử lý các vết nứt, lỗi sàn bê tông bằng vật liệu epoxy bả vá chuyên dụng. Công đoạn này làm tăng độ phẳng và tính thẩm mỹ cho công trình của bạn.
Bước 7. Thi công sơn epoxy gông nước lớp thứ 2, tức lớp hoàn thiện. Đây là lớp sơn hoàn thiện nên cần được thi công bởi những người thợ có nhiều năm kinh nghiệm và chuyên môn cao. Trên đây là video chia sẻ của mình về vấn đề tại sao sàn epoxy bị bong và cách khắc phục. Nếu bạn đang có kế hoạch thi công sơn epoxy cho nền nhà xưởng của mình, hãy liên hệ ngay với Thiên Sơn Epoxy theo số điện thoại 0906 309 569. Thiên Sơn Epoxy sẽ đem đến cho bạn một công trình thi công sơn epoxy chất lượng cùng một đơn giá thi công thấp nhất và đương nhiên đảm bảo không bao giờ bị bong. Cảm ơn và xin chào các bạn. Để tri ân các bạn, mình có một món quà tặng cho các bạn, đó là chuỗi 8 video bí mật giúp bạn tiết kiệm hàng trăm triệu đồng khi thi công sơn epoxy. Mình bật mí một chút về chuỗi video này của mình. Trong quá trình làm sơn epoxy, mình gặp rất nhiều dự án mà chủ đầu tư đã phải mất những khoản chi phí hoàn toàn không đáng có bởi một số lý do như sau. Thứ nhất, sàn bê tông không đạt chuẩn cho sơn epoxy. Thứ hai, sàn epoxy bị bong. Thứ ba, đơn giá thi công sơn epoxy quá cao. Thứ tư, đơn vị thi công sơn epoxy không chuyên nghiệp và đương nhiên bạn không hài lòng. Những vấn đề trên hoàn toàn có thể khắc phục được các bạn ạ. Đó cũng chính là nội dung của chuỗi 8 video bí mật giúp bạn tiết kiệm hàng trăm triệu đồng khi thi công sơn epoxy tâm huyết kia của mình. Chuỗi video này mình để trong phần mô tả. Các bạn hãy kéo xuống và lấy nhé. Cảm ơn và xin chào các bạn.